Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương gần đây cho thấy tỷ lệ trẻ sinh non đang có xu hướng tăng lên từ 15% vào năm 2011 lên 18% vào năm 2013, bất chấp nhiều tiến bộ trong công tác chăm sóc, điều trị cho sản phụ khoa. Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, ước tính một năm có khoảng 4.000 trẻ đẻ non. Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh của bệnh viện thường xuyên có khoảng 100 cháu nằm, có thời điểm quá tải, 2 cháu một giường. Nguyên nhân dẫn đến xu hướng này một phần là do sự phát triển của các biện pháp hỗ trợ sinh sản. Trước kia nhiều phụ nữ bị vô sinh thì nay điều trị được, tăng khả năng có thai. Tuy nhiên, bản thân những phụ nữ này cũng gặp vấn đề, nội tiết không ổn định, vì thế khả năng sảy thai hoặc sinh non rất dễ. Ngoài ra, theo bác sĩ, tình trạng viêm nhiễm, sinh đa thai, giàu tiền đạo, u xơ tử cung, mẹ quá tuổi hoặc quá trẻ cũng là nguyên nhân khiến trẻ sinh non. Để hạn chế tình trạng sinh non, Bộ Y tế khuyến cáo các bà mẹ nên đi khám định kỳ để phát hiện sớm những yếu tố có nguy cơ sinh non. Với trẻ sinh non, cần hướng dẫn các bà mẹ kỹ năng ấp con kangaroo, tránh mất nhiệt và cho trẻ bú sữa mẹ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam nằm trong số 42 nước có tỷ lệ trẻ tử vong cao nhất thế giới. Trong đó, 1/4 nguyên nhân tử vong là do sinh non.